Trời, cái deal quá đã luôn anh em ơi. 17.650.000. Full bill như vậy luôn. Gồm có những gì? Đây, full cam tầm niền rắc nè. Niền Excel, vỏ Axis V6 để Brembo nha anh em. Ở bên đây còn để là để sau là để thiền quân 6 nè. Hai con heo Adeline Mod logo lớn. Tay thắng chính hãng nha anh em, tay thắng gắt trên boy nè. Phụ kết leo nha anh em, full nhâm sơn dễ nè. Gắt MD xin xuyên nguyên gói siêu dày. Đó, luôn bắt heo trước sau luôn, full combo như vậy luôn. 17.650.000 nha anh em. Quá hot, quá đã luôn. Xe này là về là dọn dán mã cho thằng em để trưng bày thôi, không có đua nha anh em. Thì cũng giống như mình đã nói, áo 60 gắn kính shop mẫu mới 2024 đã có mặt tại shop và mình sẽ tặng cho thằng em làm kỷ niệm, mong thằng em nó trân trọng nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy ra cho anh em xem thử cái mẫu áo nào đó. Thì có anh em nào chưa coi thì bây giờ coi nha. Hàng thì cũng đã soạn xong, quà thì cũng đã tặng cho thằng em đúng rồi. Bây giờ mình vô việc mình tiến hành mình đóng hàng cho thằng em đó nha. Thì đơn này thì khá là nhiều, khá là bự luôn. Nhưng không thể nào làm khó được em Đạt đâu em ơi. Đó, mình tuyển thêm một em nhân viên nữ nữa đóng hàng phụ mình. Ok, la liền rồi, hết video rồi. Mình xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha. Đặc biệt là em trai đó ủng hộ mình trong cái đơn này. Ok, bye anh em nha.